Hàng năm cứ đến ngày 11, 12 tháng 2 âm lịch, ngư dân xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lại rộn ràng tổ chức lễ hội cầu ngư. Đây là nét tín ngưỡng dân gian độc đáo có từ lâu đời và mang đậm nét văn hóa đặc trưng của vùng quê biển duyên hải Nam Trung Bộ. Theo ban tổ chức, ngoài đội múa gươm hầu thần, lễ hội năm nay đặc biệt có sự xuất hiện của đội chèo bả trạo, tức là chèo thuyền chắc tay lái. Đây là một loại hình diễn xướng nghệ thuật nhằm biểu dương công đức, tỏ lòng thương tiếc của ngư dân đối với cá ông, đồng thời thể hiện nghị lực, ý chí của ngư dân trước cuộc đời đầy thách thức giữa biển và cả ước vọng về một cuộc sống an lành, no đủ. Đội chèo bả trạo ở xã Nhân Hải được xây dựng với 23 nhân vật, đều do diễn viên là những ngư dân ở địa phương biểu diễn. Cái chèo bả trạo đây nó cũng ca ngợi cái công đức của ông Nam Hải, thành kính là tôn kính ông Nam Hải, là cũng hộ dân, hộ cho sống yên biển lặng, cho nên cái giá trị tâm linh là như vậy. 15 giờ chiều, lễ nghinh ông thần nhập địa được cử hành trang trọng tại bờ biển. Tại đây các vị cao niên trong xã lần lượt thắp nhang trước biển, xin rước thần về lăng. Một tấm vải đỏ được gọi là cầu thần do 6 người là trưởng ban, phó ban và 4 tả hữu ban tiếp nghinh và rước về lăng ông Nam Hải. Ai cũng muốn chạy theo đám rước, phần vì hiếu kỳ, phần vì họ tin sẽ được thần linh phù hộ, mang đến những điều may mắn. Khi đoàn rước về tới lăng cũng là lúc bà con ngư dân đã tụ hội để xem lễ tế thần, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Kế đó đội gươm thần và đội chèo bả trạo của xã lần lượt trình diễn tái hiện công đức của cá ông, cuộc sống ở miền biển và những chuyến hải trình, mưu sinh đầy quả cảm của ngư dân. Thời gian trình diễn kéo dài tới 17 giờ chiều cùng ngày mới tạm nghỉ. Đúng 1 giờ 30 phút, rạng sáng ngày 12 tháng 2 âm lịch, lễ thánh tế còn gọi là đại lễ nghinh thần được tiến hành. Đồ cúng gồm đầu heo, hoa quả, bánh tráng và tuyệt đối không dùng đồ hải sản. Phần tế đủ nghi thức, lễ lục cúng, đọc văn tế ca ngợi công đức của thần, cầu xin cho thần ban cho vạn trải mùa bội thu, thuyền ra khơi xuôi chèo mát mái, khi trở về tay ôm cá đẩy ghe. Điểm nhấn quan trọng và không thể thiếu trong lễ thánh tế là chương trình múa gươm hầu thần trong ánh lửa bập bùng. Đây cũng chính là nét đặc sắc của xã Nhân Hải. Bộ gươm hầu thần gồm 32 cái, trong đó có 2 lồng đèn, 2 đồ hồ, 4 hèo, 4 thanh siêu, 20 gươm của quân hầu xanh và đỏ. Đoàn múa gươm hầu được điều khiển bởi một chấp sự, tức tổng chỉ huy, chịu việc dẫn dắt các màn múa theo hiệu lệnh chống cầm tay. Đoàn múa gươm hầu với vai trò vừa là những người bảo vệ và hộ tống, vừa là những người biểu diễn nghệ thuật cho ông xem với nhiều động tác phong phú và hấp dẫn. Chương trình múa gươm hầu thần được tổ chức vào buổi chiều khi cả đoàn ra bờ biển nghinh thần, nhập điện và đến khuya là lễ tế ông Nam Hải. Vì thời gian biểu diễn dài nên những thành viên được tuyển chọn là những thanh niên khỏe mạnh và đây là vinh dự rất lớn cho bất cứ gia đình ngư dân nào. Trong tâm thức dân gian, khi được chọn hầu thần, không chỉ cá nhân người ấy được may mắn mà gia đình cũng được ông phù hộ, cùng hưởng phúc. Tới 3 giờ sáng, sau khi tế thánh xong, các diễn viên của gánh hát bội trong trang phục truyền thống lần lượt biểu diễn các tiết mục đặc sắc phục vụ bà con ngư dân tới 7 giờ sáng. Mọi hoạt động cứ thế diễn ra không nghỉ tới hết ngày, khi trai gái trong xã nô nức tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, thi chèo thuyền thúng, thi bơi thúng. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, đến giờ vẫn không ai biết chính xác lễ hội cầu ngư ở Nhân Hải có từ bao giờ. Nhưng trong tâm thức của mỗi người dân ở đây, lễ hội thiêng liêng ấy hẳn phải có từ khi lập làng ở biển. Mưu sinh, lễ hội cầu ngư chính là dịp để ngư dân bày tỏ lòng tri ân với thần thánh và biển cả. Qua đó thể hiện khát vọng quốc thái dân an, một năm mưa thuận gió hòa, biển nhiều tôm cá, đánh bắt thủy sản được mùa, tàu thuyền ra khơi an lành và đời sống ngư dân sung túc.